Em Hải mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Và hiện tại em Hải đang có mặt ở đường số 12, khu đô thị Tây Bắc, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay em Hải giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà, một trệt, một lầu, nhà phố rất là đẹp, vừa mới hoàn thiện xong. Có giá là 3 tỷ 250 triệu, có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Với con lộ hiện hữu ở đây là 7 mét, lề là 4 mét. Cách cảng chào Tây Bắc của chúng ta thì tầm khoảng vài trăm mét quý anh chị. Nhà có hướng chính là hướng Tây Nam. Diện tích ngôi nhà thì chủ thiết kế theo phong cách là một trệt một lầu, có diện tích là ngang 4,5 m, dài 20, thổ cư 100%, nhà có hoàn công đầy đủ nha quý anh chị. Bây giờ thì em Hải sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng tham quan ngôi nhà ha. Và đầu năm mới thì em Hải xin chúc cho quý cô chú anh chị đang xem video thật nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Ngôi nhà của chúng ta thì được chủ thiết kế với hai lớp cửa. Một lớp cửa là nhôm Sinfa cộng với kính cường lực. Và một lớp cửa thứ hai là một lớp cửa sắt. Nhà bố trí không gian rất là đẹp, rất là sáng nha quý anh chị. Phòng khách của nhà thì chủ bố trí tầm khoảng là dày rộng vô khoảng 6 mét. Ở trên tường thì chủ thiết kế những cái điểm nhấn hoa văn và kèm theo đó là những khung chảnh, chảnh ảnh rất là đẹp ha. Có màn che sẵn luôn. Thiết kế sẵn cho chúng ta một cái kệ tivi. Trần nhà thạch cao với hệ thống đèn LED chiếu sáng nhìn rất là đẹp nha quý anh chị. Gạch lót nhà thì chủ bố trí gạch loại 80 x 80. Bóng kính nha. Ở phía cầu thang thì chủ tận dụng để làm những cái khung học để cho quý cô chú anh chị có thể trang trí những cái chơi gụ ở đây ha, hoặc là những cái bình bông, bình trưng bày ở đây các quý chị. Đây là lối đi cầu thang dẫn lên trên, được thiết kế bằng tay vịn gỗ và sắt nha. Nhà mình thì gồm có 3 phòng ngủ và 3 toilet. Kế bên cầu thang đó chính là một cái toilet khá là đẹp, được chủ trang bị sẵn cho chúng ta là bồn cầu, lavabo với kính cảm ứng nha quý anh chị. Chúng ta chỉ cần thấy hình là nó đã phát sáng rồi ha. Đây, sáng nè. Được ốp gạch lên tới trên luôn. Trên trần thì chủ thiết kế là trần thạch cao luôn ha. Chúng ta có một cái phòng ngủ ở phía dưới nha. Phòng ngủ này cũng khá là rộng rãi. Nó tầm khoảng là 12 mét vuông. Phòng ngủ này thì chủ thiết kế thêm ra một cái cửa sổ nhỏ nhỏ nữa nè để chúng ta mở cửa cho nó thông thoáng, thông hơi phòng cái hơi ra ngoài ha. Cửa nhà thì chủ thiết kế là cửa gỗ. Cửa hình vòng cung nhìn rất là đẹp nè. Tiếp đến thì chúng ta có một cái không gian nhà bếp rất là tiện nghi. Bếp này thì chủ thiết kế một tủ bếp trên, một tủ bếp dưới rất là đẹp với chất liệu là gỗ nha, gỗ cao cấp, gỗ. Kèm theo đó là những tấm kính có màu đen nha. Kệ bếp thì chủ thiết kế là đá màu trắng. Mặt dựng thì chủ thiết kế là gạch, loại gạch bóng kính này, để cho quý cô chú anh chị có thể đây dễ lau chùi rửa đây ha.
Mình có trang bị sẵn thêm một cái nơi để gắn máy hút ở đây của anh chị. Nhiều quý cô chú anh chị sợ nhà nó bị có mùi á, thì trang bị sẵn cái nơi để chúng ta gắn máy hút luôn nha. Có một cái hút khói ở ngoài nè, dẫn ra ngoài nè. Ở phía bên rửa chén, rửa bát ở đây á, thì chủ thiết có làm một cái vòi nước điện tử rất là đẹp ha. Đây. Xả nước rất là đẹp nha quý chú chị. Mấy cái này em cũng không có biết xài, nhìn rất là đẹp ha. Ở phía bên hông thì có thêm một cái cửa sổ mở cửa cho thông thoáng cái căn nhà bếp của chúng ta ha. Tiếp đến thì chúng ta có một khoảng không gian sân sau nhìn rất là đẹp luôn, cây cối xung quanh nha. Ở đây thì chủ thiết kế trồng những loại cây kiểng rất là đẹp. Trên tường thì chủ làm cái tường mà mình vẽ lên, quý cô chú anh chị, cái này là vẽ bằng thủ công nha, chứ không phải là mình dán lên, rất đẹp ha. Một cái hồ để nuôi cá, những cái bụi trúc nhỏ xinh xắn ha. Một cái nơi để chúng ta rửa rau cá ngoài này ha. Tiếp đến thì em mời quý cô chú anh chị chúng ta lên tầng trên để tham quan nha. Lối đi nhà thì chủ thiết kế cầu thang nè là đá luôn nha quý anh chị, nhìn rất là đẹp ha, màu trắng. Nhà chúng ta có giếng trời nhìn rất là sáng nha. Ở phía tường thì chủ ốp gạch lên đây, gạch lên tới trên luôn. Nhà mình thì được chủ tặng thêm một bộ sofa và một bộ bàn ăn nữa nha quý anh chị. Giá của ngôi nhà là 3 tỷ 250 triệu, có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Đây là phía phần trên của ngôi nhà ha. Chúng ta sẽ đi từ phía sau ra phía trước nha quý anh chị. Ở tầng trên thì phía sau chúng ta có một cái phòng rộng rãi ha, và có toilet ở trong phòng luôn. Toilet mình thì có luôn cái phòng tắm ở phía trong nha, nhìn rất là đẹp này, rất là rộng rãi luôn. Và trang bị sẵn quần cầu, lavabo và kính luôn, kính cảm ứng hết nha quý chị. Chúng ta cứ quơ tay nhẹ nghe là nó tắt này ha, đó, rất là đẹp ha. Ở phía sau này thì chúng ta có một cái giường ngủ nè, một cái tủ để đồ, một cái bàn trang điểm, nhìn rất là đẹp ha. Có một cái cửa sổ thông ra ngoài luôn và một có cái ban công ở phía sau. Đây một cái cầu thang dẫn lên trên để xử lý ở lên trên mái nhà chỗ thùng nước nha quý anh chị. Nhà mình rất là đẹp luôn, ở vị trí là đường số 12, khu đô thị Tây Bắc, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cửa phòng nhà mình thì thiết kế là cửa gỗ hết nha quý chị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra cái phòng ngoài trước. Này phòng trước thì nó cũng giống như cái phòng ở phía sau thôi. Nó có một cái toilet ở trong phòng ha. Và phòng này cũng có một cái cửa sổ nè. Toilet thì cũng khá rộng rãi nè. Phòng này thì chúng ta không có vách ngăn nhà tắm nha. Ở phía trước này thì chủ chùa một không gian khoảng 1,5 m để cho chúng ta có thể trang trí làm phòng thờ đây nha quý anh chị. Và tiếp đến thì chúng ta có một cái ban công khá là rộng rãi và mát mẻ nè. Ở đây thì chiều quý cô chú anh chị có thể ra đây ngắm mặt trời lặn nha, rất là đẹp. Ở đây thì dân cư rất là đông nha quý chị ha. Chúng ta gần bến tàu nè, gần bến xe đi Hà Tiên á, gần chợ 30 tháng 4. Giá là 3 tỷ 250 triệu, có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Nhà thì 4,5 m, dài 20, thổ cư là 100%.
giấy tờ pháp lý thì rõ ràng hoàn công đầy đủ nha. Thì quý cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ em qua số Zalo em sẽ để trên clip. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị.